Sáng nay, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên đại học hệ chính quy niên khóa 2020-2024 và hệ vừa làm vừa học đợt 1 năm 2024. Đợt này, Học viện Cán bộ trao bằng cho 348 tân cử nhân chính quy niên khóa 2020-2024 thuộc 5 ngành: quản lý nhà nước, xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học, luật, công tác xã hội. Trong đó có 306 sinh viên khóa 5, 42 sinh viên khóa 3, 4, 20 sinh viên tốt nghiệp song ngành và 31 sinh viên hệ vừa làm vừa học. Trong buổi lễ tốt nghiệp, Học viện Cán bộ cũng trao tặng giấy khen cho 36 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Đây là lớp sinh viên đã nỗ lực hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn. Nhiều em thể hiện xuất sắc năng lực của mình trong các lĩnh vực học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, công tác xã hội.